Con người chúng ta sở dĩ bị đau khổ, không hạnh phúc, chính vì đã đem cả cuộc đời của mình để tìm cầu tiền bạc, danh dự, sắc đẹp. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta đã sống cả cuộc đời trong sự lao khổ, bôn ba. Một vị thiền sư đã nói, danh vọng, lợi ích và sắc đẹp, để kiếm được ba thứ này, kẻ phàm phu mãi mãi bị lưu chuyển. Ví dụ như nói kiếm tiền, kỳ thực là chúng ta không phải đang kiếm tiền, mà là chúng ta đang bị tiền kiếm. Tiền đã lấy mất đi tuổi thanh xuân, tiền đã lấy đi dung nhan, đã lấy đi thời gian của chúng ta, và tiền cũng đã lấy đi cả sinh mạng của chúng ta nữa. Vì thế, nói chúng ta đi kiếm tiền, chi bằng nói rằng chúng ta đã bị tiền kiếm đi. Cho nên, Phật dạy, chúng ta hãy tỉnh giác, sống trong tỉnh thức, đừng mê mờ chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời. Quý vị nên nhớ, chúng ta học Phật Pháp cần phải hiểu rõ, phải giác ngộ về sự thật của cuộc đời. 36. Sự định tĩnh của nội tâm. Đức Phật dạy, sự định tĩnh được phát xuất từ nội tâm, không phải tìm cầu từ bên ngoài. Sự yên tĩnh của nội tâm có được phải nhờ sự tu tập buông xả của bản thân. Mỗi người chúng ta nếu muốn sống một cuộc sống cho thật an nhiên tự tại, nhất định chúng ta cần phải hạ thủ công phu, tu tập để thanh lọc nội tâm. Quý vị cần phải quan sát xem vạn vật trong trời đất. Quý vị sẽ thấy trong chớp mắt chúng biến hóa vô cùng, không có thể tánh thực tại. Vì thế, quý vị không nên chấp trước, đam mê. Được như thế, quý vị mới thật sự là một người giàu có. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, sự chấp trước có chỗ nào xấu? Hiện tại trong tay tôi đang cầm chiếc khăn này. Vậy khi tôi đang cầm chiếc khăn, tôi có thể cầm cái tách trà này để uống có được không? Không được phải không quý vị? Tâm của chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta đã chấp trước đam mê một cái gì, một điều gì rồi, chúng ta không thể dung nạp những cái khác, những điều khác nữa. Cho dù đó là những cái đẹp, những điều hay. Ví dụ nói, bây giờ trong tay của chúng ta không cầm một vật gì cả, thì chúng ta mới có thể cầm vật khác lên được. Và khi muốn cầm một vật khác nữa, thì chúng ta phải bỏ vật mà chúng ta đang cầm xuống. Như thế, muốn thưởng thức, học hỏi nhiều điều, muốn có cơ hội hiểu biết người khác, chúng ta phải thực tập hạnh buông xả. Nếu không, trong cuộc sống, chúng ta cứ chấp nhặt một điều gì mà không chịu xả bỏ, hay chúng ta có định kiến không tốt về một người nào, nội kết với một ai mà không chịu buông xả, chúng ta không bao giờ có cơ hội để tiếp nhận những cái hay, cái tốt khác, và chúng ta cũng không bao giờ tha thứ được cho người khác, cũng như không tiếp nhận được việc tốt của người khác. Thế nên, sự buông xả chính là tài sản quý giá nhất. Tài sản này, quý vị lại không tốn tiền mua. Nếu lòng chúng ta luôn luôn chấp nhặt một điều gì, thì thật khổ sở. Nếu có người nào nói với ta vài ba câu gì đó, là tối về, chúng ta cứ trằn trọc không sao ngủ được. Rồi cứ trằn trọc suy nghĩ. Vì sao mà người ấy lại chê bai mình đến như vậy? Vì sao mà người ấy lại muốn công kích mình? Cứ như thế, chúng ta sẽ bị đau khổ vì những chuyện không đâu vào đâu. 37. Không thẹn với lòng. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, làm bất kỳ một việc gì, chúng ta cần phải hỏi lại lương tâm của chính mình, xem thử mình có làm sai việc gì không. Chúng ta cần phải hỏi lại từ bản thân, chứ không phải hỏi người khác. Vì Phật dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mà chúng ta đã làm. Nếu chúng ta thật sự không có sai lầm, thì cho dù người khác có phỉ báng, công kích hay tìm cách nói xấu,
chúng ta vẫn an nhiên bất động. Hay cho dù có người tỏ thái độ thương hại ta, thì cũng vậy thôi, bởi vì bản thân chúng ta thấy rõ mình không thẹn với lòng đối với những việc mình đã làm. Lương tâm ở trong lòng mỗi người, đó chính là một vị quan tòa tốt nhất. Chúng ta có thể dối gạt, che giấu người khác, dối gạt cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, hay dối gạt cả với đất nước, nhưng chúng ta cũng không thể dối gạt được lương tâm của mình. Lương tâm của mỗi người chính là sự trong sạch nhất của nội tâm người ấy. Trong suốt 24 giờ, lương tâm luôn là vị quan thanh liêm phán xét mọi hành động của chúng ta. Nhân quả chính là ở đây, tuyệt đối không sai chạy. Nó còn ghi chép đầy đủ và chính xác hơn cả chiếc máy vi tính, chính xác nhất mà không có loại virus nào có thể phá hoại được. Vì thế, quý vị cần phải hiểu, quý vị tu học Phật Pháp có thể nghe qua băng giảng hoặc trực tiếp nghe thầy giảng. Quý vị cần phải thực tập ngay những điều mình đã được nghe, được học vào trong cuộc sống của bản thân mình, gia đình mình và xã hội mình để có được trí tuệ, an lạc và hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người. Chỉ cần chúng ta không thèn với lòng, thì chúng ta sẽ không bận lòng với những phê bình hay chỉ trích của người khác. Đây là chúng ta đạt được sự an ổn và định tĩnh của nội tâm vậy. 38. Phật Pháp và Tôn Giáo. Phật giáo siêu việt hơn tôn giáo, siêu việt hơn tất cả các loại triết học. Tất cả các tôn giáo có mặt trên thế giới đều nói rằng có một vị thần hay vị thượng đế tối cao có đầy đủ năng lực ban thưởng hay trừng phạt con người. Thế nhưng Phật giáo cho rằng mỗi chúng ta đều có đủ khả năng ban thưởng hay trừng phạt chính mình. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có khả năng làm chủ hành vi, hành động của chính mình, và mọi người đều phải chịu trách nhiệm với những hành vi, hành động đó. Cho nên chúng ta muốn thành Phật hay muốn vào địa ngục đều do bản thân chúng ta quyết định, không ai quyết định thay cho chúng ta. Chư vị tổ sư cũng đã từng nói, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là siêu việt tôn giáo, siêu việt triết học. Nói Phật giáo là tôn giáo, đó là vì phương tiện mà nói. Vì sao nói Phật giáo không phải là tôn giáo? Bởi vì định nghĩa của tôn giáo là có giáo chủ, có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên, có giáo nghĩa, giáo đoàn. Tất cả những tôn giáo đều nói rằng có một đấng tối cao có đầy đủ quyền lực siêu nhiên. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một đấng siêu nhiên. Đức Phật cũng nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Và Đức Phật cũng không có quyền ban thưởng hay trừng phạt ai cả. Ngài dạy rằng mỗi người đều phải nhận tất cả kết quả từ những việc làm của bản thân. Ngài cũng không dạy mọi người hãy cứ tin Ngài thì sẽ được về cõi Tây Phương Cực Lạc, còn không tin thì sẽ bị đày xuống địa ngục. Mà Ngài dạy, muốn tin thì phải hiểu, muốn tin Phật thì phải hiểu Phật là gì. Đức Phật đã dạy, các ngươi chớ vội tin ta. Tin ta mà không hiểu ta thì chính là các ngươi phỉ báng ta một cách thậm tệ vậy. Vì thế đạo Phật mới được mệnh danh là đạo của trí tuệ. 39. Duyên sinh, duyên diệt. Phật giáo giảng về cái gì? Kính thưa quý vị, Phật giáo giảng về nhân duyên, đó là duyên sinh và duyên diệt. Duyên sinh nghĩa là mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều do nhiều yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà phát sinh. Không có một sự, một vật nào được sinh ra một cách tự nhiên, nghĩa là không có sự vật, sự việc nào chỉ do một yếu tố làm sinh ra, mà phải do nhiều yếu tố kết hợp sinh ra.
Duyên diệt nghĩa là khi những điều kiện để các yếu tố kết hợp với nhau không còn nữa, thì sự vật sự việc sẽ không còn hiện diện tồn tại. Sự không còn hiện diện hay tồn tại của bất kỳ sự vật sự việc nào không phải do chúng tự nhiên mất đi, hay là do một đấng quyền năng nào làm cho chúng mất đi, mà là do các yếu tố, các điều kiện của sự vật sự việc ấy đã hết, và chúng sẽ chuyển sang một dạng nhân duyên mới, tạo ra các sự vật sự việc mới. Ví dụ như hôm nay, mọi người chúng ta cùng có duyên gặp nhau ở đây, cũng chính là duyên sinh chúng ta mới cùng tập hợp tại đây để nghe pháp. Sau khi chúng tôi giảng xong, quý vị ai về nhà nấy, đó là duyên diệt. Thế nhưng khi chúng tôi về, chúng tôi sẽ làm việc khác nơi khác, và quý vị trở về, mỗi người sẽ có một công việc khác, nghĩa là sẽ có các duyên khác sinh ra các việc khác. 40. Nắm vững và sáng tạo nhân duyên. Nhớ lại khi tôi còn học đại học, có một vị tín đồ Cơ Đốc giáo nói với tôi rằng, Phật giáo của các bạn nói rằng Đức Phật đang khống chế các bạn, và Đức Phật là chủ tể sáng tạo ra thế giới này. Tôi nói với anh ta rằng, Phật giáo không nói những điều như vậy. Tay của bạn muốn nắm lại cũng do bạn, mà muốn buông ra cũng do bạn. Tất cả mọi việc làm đều do tự thân mỗi chúng ta quyết định. Nếu như hôm nay anh giết người, thì cho dù anh có đến quỳ trước Phật, Phật cũng không thể cứu anh được. Và Đức Phật sẽ nói với anh rằng, anh không tin nhân quả, anh muốn giết người, phóng hỏa, thì ta làm sao mà cứu anh được? Vì thế, có người hỏi, tụng kinh nhất định có thể tiêu trừ tai nạn được hay không? Điều này cũng không nhất định, bởi nếu như bạn không làm việc xấu thì tụng kinh có thể tiêu trừ tai nạn. Thế nhưng nếu bạn làm việc xấu, sát nhân, phóng hỏa, thì bạn có tụng bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Nếu tụng kinh có thể tiêu trừ những tai nạn, những hậu quả do việc làm xấu ác của chúng ta gây ra, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bao che cho tội ác rồi. Và Phật giáo đã trở thành một nơi dung chứa cho những kẻ gây ra tội ác. Vì thế, tụng kinh không nhất định sẽ tiêu trừ tai nạn, bởi vì tất cả còn tùy thuộc vào những việc làm của mỗi người chúng ta. Nếu như bạn làm hại một lần đến 50 người, rồi bạn lại đến trước Phật sám hối, cầu xin Phật cứu bạn, như thế thì Phật cũng đành chịu thôi. Bởi vì những việc bạn làm thì bạn phải có trách nhiệm với những kết quả của những việc làm đó, chứ Phật không có quyền xóa bỏ những kết quả đó được. Hoặc là bạn đem những sản phẩm độc hại, sản phẩm kém chất lượng đi lừa dối để bán cho người tiêu dùng để kiếm tiền, đến khi bị phát hiện, bị pháp luật truy bắt, lúc này bạn đến cầu Phật, xin Phật cứu giúp, tha thứ, thì thử hỏi làm sao mà cứu được, và nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử mà thôi. Bạn làm những việc bất thiện, hại nước, hại dân, thì nhất định bạn sẽ bị pháp luật xét xử. Và khi đã làm những việc ác rồi, thì cho dù bạn có tụng kinh gì đi nữa cũng vô ích thôi. Bởi vì lúc này bạn tụng kinh với mục đích là cầu cho pháp luật không xét xử những việc làm xấu ác của bạn, chứ không phải tụng kinh vì mục đích thanh lọc nội tâm, tìm hiểu lời Phật dạy. Trong Phật giáo hoàn toàn không có điều này. Chúng ta không nên có những nhìn nhận một cách sai lầm về Phật giáo như vậy. Chúng tôi đã nói bàn tay của chúng ta có thể nắm lại hay mở ra đều tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta. Vì thế, Đức Phật dạy về nhân duyên sinh, nhân duyên diệt, không phải là muốn chúng ta cứ buông thả mình trôi theo những dòng chảy của cuộc đời, mà đó chính là Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng, muốn làm thiện hay làm ác đều do chính bản thân chúng ta quyết định. Chúng ta muốn an lạc hạnh phúc hay đau khổ
đều do tự thân mỗi của chúng ta. Thế nên, dưới cái nhìn của nhân duyên sinh, những sự gì xảy ra không phải là chúng ta cứ nhắm mắt thuần theo nó, không biết làm gì, mà chính là trong cái nhìn duyên sinh ấy, chúng ta tích cực chủ động để cải biến, làm thay đổi chiều hướng của sự việc, thay đổi chính bản thân của chúng ta. Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, tạo ra những cơ hội tốt, những nhân duyên tốt, để trong quan hệ giữa người với người có được những mối liên hệ tốt đẹp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà trong đó mọi người biết tin tưởng, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, không ai dối gạt ai, không ai tìm cách hại ai. Đó chính là chúng ta cùng tạo nhân duyên, xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng cõi tịnh độ ngay trong cuộc đời này. 41. Hạnh phúc từ đâu đến? Một nhà triết học đã nói, người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể tự tìm được hạnh phúc cho bản thân. Người không có trí tuệ thì lại mong cầu người khác đem hạnh phúc đến cho mình. Kính thưa quý vị, an lạc, hạnh phúc đến từ sự giải thoát, an tĩnh của nội tâm. Nếu như nội tâm chúng ta không an lạc, vui vẻ, thì ta có thể cầu mong người nào đem đến được niềm vui cho mình. Làm người, chúng ta không nên bàn đến chuyện của người khác. Trong nhà mình, chúng ta không nên bàn luận nhà người khác, không nên bàn luận nhà người khác tốt hay không tốt. Một người mà suốt từ sáng đến tối cứ luôn nói đến chuyện thị phi, đúng sai của thiên hạ, rồi mong cho mình được an lạc hạnh phúc, thì làm sao mà có được an lạc hạnh phúc? Suốt ngày chỉ nói người này sai, người kia không đúng, còn bản thân mình thì quá sai quấy mà lại không biết, lại cứ cho rằng người khác không tốt. Con người chúng ta có một nhược điểm rất đáng thương, đó là không nhìn thấy lỗi của mình mà chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Điều này cũng giống như trên mặt của mình đang bị rất nhiều bùn đất dính phải, mình lại không thấy, mà mình lại nhìn thấy một vết bẩn trên mặt của người khác, rồi lại chê cười người khác rằng trên mặt của anh có vết bẩn, thật là tức cười. Nhưng khi đó, người kia sẽ nói lại với chúng ta, tôi chỉ có một vết thôi, còn anh bị cả mặt, sao anh lại không thấy? Con người thường không tự thấy được mặt thật của mình, mà lại rất chú ý đến việc làm của người khác, có khi lại chú ý rất nhiều nữa là khác. Khuyết điểm của bản thân thì không thấy, lại mỗi ngày đều phê bình sự tốt xấu của người, mỗi ngày đều mãi chê bai trách cứ người khác. Chúng ta thật kỳ lạ, tự đem những khuyết điểm của người khác làm phiền não cho bản thân, tự mình chuốc khổ cho mình. Vì thế nên nói, người có trí tuệ thì tùy lúc, tùy nơi đều có thể sống an lạc, vui vẻ. Chỉ cần chúng ta xả bỏ tâm tình, không nên để ý đến chuyện thị phi của người khác, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu hết sức nhiệm màu của vạn vật trong trời đất. Như thế, tự thân ta sẽ có được sự an lạc nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không buông xả được những tâm tình của mình, mà cứ vướng mắc vào những hơn thua được mất của cuộc đời, thì làm sao chúng ta sống có hạnh phúc và an lạc? Đức Phật dạy, không ai có thể đem lại sự đau khổ cho ta, mà chính chúng ta tự gây đau khổ cho bản thân mình. Lại nói, người nào hy vọng người khác đem hạnh phúc đến cho mình, thì cũng giống như một người ăn mày đi xin thức ăn của người khác vậy. Thật là khổ sở, bởi vì không phải người khác có thể đem hạnh phúc cho chúng ta, mà chính chúng ta tự tạo ra vậy. An lạc, hạnh phúc có được chính là nhờ vào sự giải thoát, tự tại, sự siêu diệt, xả bỏ, không chấp trước phiền não của chúng ta trước mọi hoàn cảnh. Tất cả đều dựa vào bản thân mình.
Bất luận người khác có cho ta bao nhiêu của cải đi nữa, cũng không cho ta được sự an lạc và hạnh phúc. 42. Nhìn lại bản thân. Quý vị nên biết, chỉ có trí tuệ và tình thương xuất phát từ nội tâm, chúng ta mới có được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Một nhà triết học đã nói, phạm sai lầm là bình thường, tha thứ mới là cao thượng. Câu nói này rất quan trọng, quý vị không nên xem thường nó. Chúng ta sống trong cuộc đời, mỗi chúng ta ít nhiều gì cũng đã từng phạm sai lầm, chỉ khác nhau là lớn nhỏ, nặng nhẹ mà thôi. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị sau khi đã học Phật Pháp rồi thì nên học tập và thực hành những điều Phật dạy. Đó là biết khoan dung, tha thứ những khuyết điểm, lỗi lầm của người khác. Giả như quý vị không phạm sai lầm thì tốt rồi. Nhưng biết tha thứ và khoan dung với lỗi lầm của người khác lại càng quý hơn nữa. Và nhất là đừng chú ý đến những lỗi lầm của người khác. Người học Phật cần thiết nhất chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây phải luôn luôn chú ý đến hành vi của bản thân. Cần phải thực tập và luôn luôn duy trì chánh niệm trong mỗi lời nói, cử chỉ, hành vi và suy nghĩ của mình. Nghĩa là phải luôn luôn ý thức được mình đang làm gì, nói gì và suy nghĩ gì. Nếu như hàng ngày chúng ta chỉ chú ý đến những khuyết điểm sai lầm của người khác, chúng ta sẽ không có thời gian để nhìn lại bản thân. Và như thế, chúng ta chưa phải là một Phật tử đúng nghĩa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dạy chúng ta suốt ngày hãy nhìn vào khuyết điểm lỗi lầm của người khác. Ngài chỉ dạy chúng ta hàng ngày hãy quán chiếu, nhìn lại bản thân của chính mình, nhìn lại những khuyết điểm sai lầm, những yếu kém của bản thân mình để sửa đổi hoàn thiện. 43. Tha thứ và bao dung. Một nhà tâm lý học nói, chúng ta nhất định phải hiểu được lập trường của người khác. Những bất đồng, những xung đột, tranh chấp xảy ra giữa người với người chính là do chúng ta đã không đặt mình vào vị thế của đối phương. Nếu chúng ta đứng trên vị thế của đối phương, đồng thời cũng đứng trên vị thế của mình để suy xét, trao đổi lập trường, thì chúng ta sẽ không bị phiền não. Bởi vì khi chúng ta thử đặt mình vào vị thế của người khác, chúng ta mới thấy rằng vị thế khác nhau thì cách nhìn sẽ khác nhau, và như vậy tác phong cũng sẽ khác nhau. Hiểu được vậy, chúng ta sẽ không phê phán hay chỉ trích việc làm của người khác. Vì thế, chúng tôi chân thành khuyên quý vị, sau khi học Phật rồi, quý vị không nên công kích người khác, không nên làm tổn thương người khác, mà đối với một sự việc nào xảy đến với người khác, mình không nên vội vàng lên án hay chỉ trích, mà hãy thử đặt mình vào vị thế của người đó để suy nghĩ. Làm như thế, chúng ta mới có thể nhận ra rằng, sở dĩ hôm nay người ấy hành động như vậy nhất định là có cái lý của họ. Vì thế, người xưa đã nói, người nào có khả năng dung nạp những ý kiến khác với kiến giải của mình thì mới có thể thành tựu được sự vĩ đại của bản thân. Nói một cách đơn giản, một người bình thường thì không đủ sự rộng lượng để dung nạp những ý kiến khác với ý kiến của bản thân. Chẳng hạn như cách nhìn của tôi khác với quý vị, lập tức tôi sẽ tìm cách công kích quý vị. Còn quý vị thì tìm biện pháp để đánh gục chúng tôi. Và trong khi đang tận sức tìm biện pháp mà chưa có, thì lại sinh tâm hủy báng, gây tạo thị phi. Con người chúng ta thật là đáng thương như thế đó. Nếu có thể bao dung đối với cách nhìn của những người bất đồng ý kiến, chúng ta mới chính là con người vĩ đại. Chúng ta thường phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, đó là hay xem thường người khác. Ví dụ như chê bai người khác, bạn rất tệ. Thực sự ý nghĩa trong đó chính là chúng ta muốn nói tôi vĩ đại hơn bạn. Mục đích muốn cho mình cao thượng, vĩ đại hơn người khác bằng cách chê bai người khác thì đó không phải là người quân tử.
Vì người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương. Thưa quý vị, trong cuộc sống, chúng ta không nên xây dựng sự nghiệp thành công của mình trên sự đau khổ của người khác. Không nên vì muốn cho mình được nổi tiếng mà chúng ta lại chê bai chỉ trích người khác. Vì thế, chúng ta cần phải thể hiện tính khiêm cung trong cách nói của mình. Như nói, các bạn đều là những người vĩ đại, cao thượng hơn tôi rất nhiều. Trong cuộc sống, bạn cần phải thấy được ưu điểm của người khác và luôn luôn tán thán sự vĩ đại của người khác mới đúng. Bất luận bạn là Dương Tôn công tử, là người buôn bán, người hầu, người làm công tác vệ sinh, vân vân, tất cả cũng đều tốt cả. Trong mối quan hệ tồn tại xã hội, mỗi người đều có một công việc tùy theo điều kiện hoàn cảnh, tùy theo sự phân công lao động xã hội. Tuy mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cần phải hiểu rõ trong vũ trụ này, một ngọn cỏ, một bông hoa hay một viên đá, tất cả đều có không gian sinh tồn của nó, huống gì là con người. Vì thế, chúng ta cần phải tôn trọng người khác, phải biết dung nạp người khác. Nếu như chúng ta cứ nhìn nhận người khác qua lăng kính của sự xấu xa, thì nhất định người khác không thể nhìn nhận chúng ta bằng lăng kính tốt đẹp được. Và quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc đời này mà ai ai cũng cho những người khác là xấu cả, thì thử hỏi, thế giới này sẽ như thế nào? Trên thế giới này, không phải ai cũng đều là thánh nhân. Vì thế, chúng ta không nên chú ý phê bình người khác, càng không nên công kích và làm tổn thương người khác. Bởi vì làm như thế, chính bản thân chúng ta sẽ là người chịu nhận sự đau khổ và bất an nhiều nhất. Chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến chuyện thị phi của người khác. Sự đúng sai, tốt xấu của mọi người sẽ được sự phán xét công bằng của quy luật nhân quả. 44. Bình thường. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị một phương pháp thực tập giải thoát. Chỉ một câu nói thôi cũng sẽ giúp quý vị có được sự an lạc. Quý vị cố gắng ghi nhớ. Nếu như quý vị thực hiện điều này trong cuộc sống, nhất định quý vị sẽ luôn sống trong sự yên ổn và hạnh phúc. Đó là quý vị phải luôn luôn nói với bản thân của mình rằng, ta là một con người bình thường trên thế giới này, ta không có cái gì đặc biệt cả. Được như vậy, quý vị sẽ có được sự giải thoát. Vì sao vậy? Sở dĩ chúng ta tranh chấp, ganh đua, chê bai hay hãm hại lẫn nhau chính là vì chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người. Cho nên, hễ thấy ai hơn mình thì sinh lòng đố kỵ ganh ghét và tìm cách hãm hại. Như thế, những phiền não khổ đau từ đây mà phát khởi. Kính thưa quý vị, chúng ta thường tự nói với bản thân rằng mình là một con người bình thường. Nói như thế không phải là tự khinh khi bản thân mình, mà đó chính là phương pháp tự xây dựng và hoàn thiện bản thân. Bởi vì khi chúng ta biết bản thân mình là một con người bình thường không có gì đặc biệt, chúng ta mới có thể nỗ lực học hỏi, tiếp thu ý kiến, tôn trọng người khác để hoàn thiện bản thân. Còn nếu chúng ta tự cho mình là một người đặc biệt, là người tài giỏi, thì chúng ta sẽ xem thường tất cả mọi người, xem thường tất cả mọi ý kiến, trở thành một người cao ngạo, một hạ vô nhân. Vì thế, người nào mà luôn tự biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, biết nhận mình là một người bình thường trong cuộc đời này, thì đó là một người ưu việt. Có người nói với tôi rằng, tuệ luật pháp sư, thầy cũng chỉ là một người bình thường thôi, có gì là đặc biệt đâu. Đúng như vậy, bản thân chúng tôi cũng là một người rất tầm thường thôi, nếu không muốn nói là tệ nữa. Quý vị cũng thấy rồi đó, tôi không được cao to đẹp trai, lại không phải là người học cao hiểu rộng, cho nên mọi người nói tôi là một người bình thường là rất đúng. Thưa quý vị, nếu chúng ta tự cho mình là một người siêu việt hơn mọi người, thì khi có một ai đó có ý kiến phê bình về chúng ta sẽ rất đau khổ. Tôi lấy ví dụ, như bạn là một ngôi sao ca nhạc,
hoặc một ngôi sao điện ảnh. Khi lên sàn diễn sẽ được nhiều người vỗ tay tán thưởng, và như thế suốt ngày bạn sẽ sống trong tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều người. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm xuôi như vậy. Nếu có một ngày nào đó mà sau khi biểu diễn xong, bạn nhận được không phải là tiếng vỗ tay tán thưởng, mà là những tiếng la ó phản đối hoặc chê bai, thì bạn nghĩ xem bạn sẽ như thế nào? Nhất định là sau khi bước xuống sân khấu, bạn sẽ rất đau khổ và phiền muộn, vì bạn đã không có phương pháp tiếp nhận những đả kích hay chê bai của người khác. Nếu như trong cuộc sống mà người khác đả kích quý vị, nhưng quý vị vẫn an nhiên, không bị lay động bởi sự đả kích của người khác, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên trong cuộc sống, dù người khác có công kích mình nhất định cũng không nên công kích lại người. Vì thế, chúng ta hãy là một người bình thường trên thế giới này. Một người không có gì đặc biệt, không có gì siêu việt, và đừng có chấp trước vào sự khen tặng, vào những vinh quang tạm thời của cuộc đời, thì nhất định chúng ta sẽ có những ngày tháng sống an lạc hạnh phúc. Quý vị nghĩ có đúng như thế không? Người nào hiểu được vấn đề và là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thản, thì đó chính là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Có một Phật tử đến nói với tôi: "Thưa sư phụ, nếu nói vậy không phải là tự mình làm cho mình mất thể diện hay sao?" Tôi trả lời: "Anh cần phải hiểu rõ điều này. Khi chúng ta đã tận tâm tận lực làm một công việc nào đó rồi mà người khác phê bình hay làm tổn hại đến mình, thì đương nhiên mình cần phải an nhiên bất động trước sự phê bình chỉ trích. Đó không phải là tự làm mất thể diện của mình, mà đó là thể hiện bản lĩnh và khả năng tiếp nhận của bản thân. Bất kỳ người nào cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Nếu như sống mà chúng ta cứ chờ đợi vào sự tán thưởng của người khác, thì đó quả là một sự mong cầu viển vông. Nó không ích lợi gì mà còn tăng thêm sự đau khổ cho ta mà thôi." 45. Tán thán tùy hỷ. Một nhà tâm lý học nói: "Khen ngợi người khác nên khen ở những nơi công cộng đông người." Chúng ta khen ngợi người khác nên khen ngợi trước đông đảo mọi người. Chỉ trích một người hay kiến nghị đối với một ai, chúng ta cần phải tế nhị, nhẹ nhàng và kín đáo. Phật giáo thường nói về vấn đề tùy hỷ công đức, xưng tán Như Lai. Nghĩa là đối với bất kỳ việc gì mà người khác có sự thành công, thì chúng ta cần phải chung vui và ủng hộ cho sự thành công đó, không nên tìm cách chê bai hay ganh tị. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải dùng tấm lòng thương yêu, lòng hòa nhã, lòng nhẫn nhục, lời nói thương yêu, lời nói hòa nhã, lời nói có tính chất xây dựng để thương yêu và quan tâm đến mọi người. Vì thế, nhất định quý vị phải ghi nhớ, khen ngợi người khác cần phải khen ngợi trước đông đảo mọi người. Còn góp ý xây dựng hay chỉ trích người khác thì cần phải tế nhị và kính đáo. Đức Phật đã dạy, người nào mà suốt ngày chỉ chú ý đến khuyết điểm của người khác thì bản thân người đó tràn đầy khuyết điểm. Bởi vì người ấy không có thời gian để nhìn lại mình, để thấy được những sai sót khuyết điểm của bản thân mà đã lãng phí thời gian vào sự chê bai và chỉ trích người khác. Nếu suốt ngày chúng ta cứ mãi chú ý đến những hành vi của người khác và chỉ thấy toàn khuyết điểm của người khác, chúng ta sẽ được lợi gì? Phải chăng cái mà chúng ta được đó chính là đem những phiền não rác rưởi của người khác về làm tài sản của mình? Như thế, chính chúng ta tự làm ô uế nội tâm trong sạch của chúng ta. Nội tâm chúng ta vốn thanh tịnh, bản thân ta vốn có thể an nhiên tự tại. Nhưng chính vì chúng ta đã ngu muội chú ý đến thị phi của người mà tự mình chuốc khổ cho mình, thật là đáng trách. 46. Thay đổi tự thân. Đức Phật đã dạy, chúng ta hãy thay đổi bản thân. Khi có đủ năng lực mới nên làm thay đổi người khác. Nho gia cũng nói, ta đây một ngày 3 lần tự thức tỉnh mình.
trước hết cần phải tu thân, tiếp theo là tề gia, và sau đó mới bình thiên hạ. Hôm nay chúng ta bị khổ đau là vì sao? Chính vì chúng ta luôn luôn nghĩ đến chuyện tìm lỗi người khác. Chúng ta muốn làm người khác thay đổi. Chồng thì muốn vợ phải thay đổi, vợ lại muốn chồng phải thay đổi. Hai người không ai chịu nhường nhịn ai, không ai chấp nhận tự thay đổi bản thân. Cứ như thế dẫn đến những tranh chấp và đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Đức Phật có dạy, chúng ta không thể bắt buộc mọi người trên thế gian này theo một tiêu chuẩn đồng nhất được. Mỗi người có một tiêu chuẩn của riêng mình. Tiêu chuẩn không giống nhau, tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Từ đó cách nhìn nhận về vấn đề cũng khác nhau. Vì thế, trong mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần phải biết tôn trọng quyết định của người khác, của đoàn thể. Trong cuộc sống, sinh hoạt của đoàn thể, khi mà ý kiến của chúng ta khác với ý kiến chung của mọi người, thì chúng ta cần phải biết tôn trọng ý kiến chung của đoàn thể. Làm như thế, chúng ta vừa biết tôn trọng ý kiến của mọi người, vừa thể hiện tình đoàn kết. Trong Phật giáo, chúng ta luôn luôn đề cao tinh thần hòa hợp và đoàn kết. 47. Không sợ ngoại đạo. Có một vị Phật tử đến gặp tôi và nói với vẻ rất khẩn trương rằng: Bạch Thầy, hiện nay các tôn giáo khác đang phát triển rất mạnh, họ đang tìm mọi cách truyền bá rộng rãi tôn giáo của mình, vậy chúng ta phải làm sao? Tôi trả lời, những tôn giáo khác phát triển mạnh thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Phật giáo chúng ta không có những tranh chấp, những loạn động ngay trong nội bộ của mình, thì thử hỏi, có ai làm gì được chúng ta? Điều đáng sợ chính là trong nội bộ Phật giáo chúng ta không hòa hợp đoàn kết, lại tranh chấp, chia rẽ lẫn nhau mà thôi. Vì sao lại sợ điều này? Tôi xin lấy ví dụ để quý vị rõ. Ví dụ hôm nay, tôi đến đây thuyết giảng, thế nhưng trong khi thuyết giảng thì tôi lại công kích chê bai các vị giảng sư khác. Người này phê bình chỉ trích người khác, nhóm này chê bai nhóm khác, và đoàn thể này chê bai chỉ trích đoàn thể khác. Cứ như thế, cùng trong một ngôi nhà Phật Pháp mà chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, thương yêu và đùm bọc cho nhau, lại công kích hủy báng lẫn nhau, thì điều này mới là điều đáng sợ nhất. Vì thế, chúng tôi nói không có việc gì đáng sợ cả, chỉ sợ là sợ ngay trong bản thân nội bộ của chúng ta mất đi sự hòa hợp đoàn kết mà thôi. Cũng giống như một cây đại thọ, thân thì rất lớn, nhưng rễ của nó thì đã hư rồi. Vậy thì chúng ta có bón cho nó bao nhiêu phân, bao nhiêu chất dinh dưỡng đi nữa, cũng trở thành vô dụng. Nếu như trong sự tự thân nội bộ Phật giáo chúng ta mà thiếu sự tín thiện, hòa hợp và đùm bọc lẫn nhau, thì chẳng có cách gì làm cho Phật giáo hưng thịnh lên được. Điều này chẳng phải người nào có khả năng phá hoại chúng ta, mà chính là chúng ta đã tự phá hoại bản thân mình. Vì thế, kính thưa quý vị, đã là người đệ tử Phật, chúng ta hãy đồng tâm nhất trí, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người, cùng xây dựng đạo pháp, dân tộc và đất nước ngày càng giàu đẹp. 48. Không nên mơ tưởng viễn vông. Một nhà triết học nói, khi chúng ta tìm cầu không được một vật gì hay một điều gì, chúng ta đều cho rằng vật ấy, điều ấy là đẹp nhất, là tốt nhất, là quý nhất. Đó chính là vì chúng ta không hiểu rõ được chân tướng của các sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Nếu như chúng ta chịu khó dành thời gian để tham cứu, tìm hiểu về các sự vật sự việc đó, thì chúng ta sẽ phát hiện ra những khuyết điểm, những thiếu sót của các sự vật hiện tượng kia, chứ chúng tuyệt đối không toàn mỹ như chúng ta đã tưởng tượng. Vì thế, đối với bất cứ sự vật sự việc nào, chúng ta cũng không nên mơ tưởng viễn vông về nó, không nên chấp trước đam mê đối với các sự vật sự việc.
Ví dụ một người con trai đang để ý theo đuổi một cô gái mà anh ta cho là người trong mộng của mình, anh ta sẽ tìm mọi cách để chiếm được cảm tình của cô gái đó. Thế nhưng nếu như anh ta làm mọi cách mà cô gái ấy cũng không đáp lại tấm chân tình của anh ta, thì quý vị nghĩ xem anh ta sẽ như thế nào? Anh ta sẽ không kể đến thân mạng của mình để tìm mọi cách làm cho người con gái đó đáp lại tình cảm của anh. Ví như anh ta biết được lúc nào cô gái ấy sẽ đi làm, lúc nào tan sở, lúc nào đi đâu, thì anh ta sẽ đi theo cô ta bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu. Quý vị nghĩ xem, sở dĩ anh ta không kể đến thân mạng của mình để theo đuổi cô gái cũng chỉ vì bị sắc đẹp bên ngoài của cô gái mê hoặc, chứ thật sự anh ta chưa hiểu biết gì về người con gái ấy cả. Khi chưa hiểu gì một người thì làm sao có thể yêu thương người đó được? Quý vị nghĩ có đúng như vậy không? Vì thế anh ta nói yêu cô gái ấy, nhưng thật sự là yêu sắc đẹp bên ngoài của cô ta mà thôi. Nếu như người con trai đó có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với cô gái, quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên thân mật hơn và họ trở thành bạn bè của nhau. Trong thời gian đầu mới quen nhau, nhất định quan hệ giữa họ rất tốt. Thế nhưng, trải qua một thời gian quen nhau, có những lúc ý kiến bất đồng, họ không còn nhường nhịn nhau như lúc đầu mới quen mà sẽ cãi giả nhau. Có lúc còn khoa tay múa chân. Thế nhưng vì rất yêu cô gái, cho nên người con trai tuy muốn rời xa cô gái, nhưng lại bỏ không được. Gặp nhau thì thường tranh cãi rồi lại muốn xa nhau. Song xa nhau vài ngày lại thấy nhớ. Người này đợi điện thoại của người kia, đi tới đi lui chẳng ai làm được một việc gì cả. Quý vị thấy thế nào? Con người chúng ta có mâu thuẫn không? Vì thế, chúng tôi muốn quý vị hiểu điều này. Bất kỳ một sự việc gì chúng ta cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu chân tướng của nó. Đừng có vội vàng hấp tấp, không nên quá ảo tưởng và cũng không nên chấp trước đam mê vào những việc, những điều mà mình muốn nhưng không đạt được. Còn nếu như hai người vẫn chưa hiểu được nhau, chưa thông cảm những yếu kém của nhau, nhưng vì bất kỳ lý do nào đó mà hai người cùng tiến đến hôn nhân, thì đó thật là một bi kịch. Bởi vì sau khi kết hôn, giữa hai người sẽ không ai chịu nhường nhịn ai, ai cũng cho mình là nhân vật quan trọng, thế rồi cứ suốt ngày tranh cãi lẫn nhau. Thậm chí người con trai còn thô bạo sử dụng vũ lực đối với cô gái. Vì sao vậy? Bởi vì giữa hai người đã không có sự hiểu biết thông cảm lẫn nhau mà lại đi đến hôn nhân. Hôn nhân đã không được xây dựng trên nền tảng của sự thương yêu hiểu biết thật sự, mà lại xây dựng trên những hào nhoáng bên ngoài của nhau, hoặc vì lý do nào đó mà thiếu đi sự hiểu biết và thương yêu thông cảm nhau thật sự, thì đó chính là bi kịch của hôn nhân. Vì thế, trước khi tiến đến hôn nhân, mọi người cần phải tìm hiểu nhau, nhất là phải biết rằng tình yêu, hạnh phúc gia đình cần phải xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau. 49. Biết đủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống, nếu cái gì không đạt được thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu, bởi vì làm như thế chúng ta sẽ tự gây cho bản thân mình rất nhiều đau khổ, và đó cũng chính là nguồn gốc của những khổ đau mà con người đã gây ra cho nhau trong cuộc sống. Đối với những điều, những sự việc gì mà chúng ta không có được hoặc không đạt được, chúng ta cũng đừng cho rằng những cái đó là đẹp nhất, là hay nhất. Ngoài ra, không còn có cái nào hơn cả. Trong cuộc sống còn rất nhiều điều màu nhiệm mà vì sự thiếu hiểu biết chúng ta đã không nhận ra được. Bất kỳ một sự việc nào chúng ta cũng không nên quá ảo tưởng về nó, không nên thần thánh quá một con người, cũng không nên trông cậy vào người khác có thể đem hạnh phúc an lạc đến cho bản thân mình. Chúng ta cần phải dựa vào chính bản thân chúng ta, dựa vào cái tâm ít ham muốn và biết đủ của chúng ta, thì nhất định hàng ngày chúng ta sẽ có được sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng đã dạy: có ít ham muốn là có niết bàn. Chúng ta cần phải quán xét nội tâm của mình,
cần phải làm chủ được bản thân, đừng vọng tưởng ở bên ngoài. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chúng ta tự quyết định. Đừng bao giờ tìm cầu hạnh phúc cho bản thân từ người khác, bởi vì như thế cũng giống như một người trong nhà của mình có rất nhiều của cải. Thế nhưng chờ thật là đáng thương vậy. Nếu như chúng ta hiểu rõ được về sự thật của cuộc đời, chúng ta không chấp trước đam mê vào những danh lợi hư ảo, không mơ tưởng hão huyền, không vọng ngoại tìm cầu mà an trú trong sự biết đủ của tự thân, vui với sự an lạc của nội tâm. Như thế, chính ta là người an lạc hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Đức Phật từng dạy chúng ta, hãy lấy sự hiến tặng làm niềm vui. Chúng ta cần phải biết rằng, hạnh phúc chính là sự cho đi, chứ không phải là sự chiếm đoạt. Nếu chúng ta luôn luôn biết sống vì người khác, nhất định khi chúng ta đi đến nơi nào, sống ở đâu, cũng đều được mọi người hoan nghênh tiếp đón. Con người chúng ta cũng thật kỳ lạ. Ai cũng muốn mình được người khác chiều chuộng, giúp đỡ. Ai cũng thích ỷ lại vào người khác. Tôi nói ví dụ, ở một công ty hay một đoàn thể nào đó, người nào cũng thích mình luôn được nhàn nhã, công việc thì muốn đùn đẩy cho nhau, nhưng khi lãnh lương lại muốn lương mình cao hơn người khác. Nếu có người nào nhờ cậy mình làm một việc nào đó, thì mình liền lên giọng, tôi mày lại làm việc đó sao? Chúng ta thường có tánh tự tôn, tự ái rất cao, luôn cho mình là nhân vật trung tâm, là người quan trọng, và lúc nào cũng muốn mọi người hãy tuân theo ý kiến của mình, luôn cho mình là đúng, và công việc của mình là quan trọng, còn công việc của người khác là thứ yếu. Sự thật thì, trong xã hội, mỗi người đều có một công việc riêng, không ai có thể tự cho rằng công việc của mình là quan trọng, cao đẹp hơn người khác. Tôi ví dụ như một bác sĩ, công việc của họ là cứu chữa mọi người. Đó là một công việc vô cùng cao quý. Thế nhưng, có những bác sĩ chỉ biết đến tiền mà thôi. Kê toa thuốc cho bệnh nhân mà lại theo lợi nhuận phần trăm của các nhà phân phối thuốc. Vậy thì, những bác sĩ ấy có đáng tôn trọng hay không? Còn đối với những người lao công, những công nhân vệ sinh, thì chúng ta có thể cho rằng công việc của họ là hạ đẳng được sao? Những người chuyên đi làm sạch đường phố, chuyên dọn sạch những dơ bẩn của xã hội, mà chúng ta lại cho rằng nghề của họ là thấp kém được sao? Vì thế, nghề nghiệp vốn không có phân chia cao thấp, mà chỉ có con người tốt hay không tốt mà thôi. Cho nên, trong đối nhân xử thế, chúng ta cần phải biết tôn trọng mọi người, phải biết rằng hạnh phúc của bản thân chính là làm cho mọi người hạnh phúc. Một nhà triết học đã nói, chúng ta đối xử tốt với mọi người thì cũng giống như ta cầm bình nước hoa tưới thơm mọi người và mọi vật xung quanh. Làm như thế, bản thân chúng ta cũng được thơm theo. Nếu như người nào mà mỗi ngày đều dùng thái độ thương yêu, hòa nhã để đối xử với mọi người, không kiêu căng, tự tôn, không gây tổn hại cho người khác, mà luôn tán thán mọi người, nhất định rằng nhân cách của người đó sẽ ngày một thăng hoa. Giá trị của con người, của cuộc sống, của cuộc đời không phải ở việc chúng ta chiếm dụng được bao nhiêu, mà chính là chúng ta đã hiến tặng cho người nhiều hay ít. 51. Những lao ngục của các hiện tượng. Người xưa nói, tất cả các hiện tượng đều là những ngục tù giam hãm chúng ta. Vì sao nói tất cả hiện tượng đều là những ngục tù giam hãm chúng ta? Vì nếu như bạn tham đắm về vấn đề tiền bạc, bạn sẽ bị nhốt trong cái ngục tù tiền bạc. Nếu như bạn đam mê về danh vọng, bạn sẽ bị nhốt trong ngục tù danh vọng. Nếu như bạn muốn trở thành một người nổi tiếng, muốn nhiều người biết về bạn, và bạn cứ nghĩ rằng càng nhiều người biết về mình càng tốt,
Thế nhưng, đối với người xuất gia chúng tôi, càng ít người biết về mình thì càng tốt. Vì như thế, thì mình càng ít bị mọi người quấy rối. Mình càng có nhiều thời gian để tu tập, thực hành lời Phật dạy để thanh lọc nội tâm. Nếu như bạn là một người nổi tiếng, rất nhiều người biết về bạn. Suốt ngày, bạn phải nghe điện thoại, trả lời phỏng vấn, mất rất nhiều thời gian, mà thật sự có khi không có thời gian để ăn cơm nữa là khác. Chứ đừng nói đến thời gian để tu tập. Và có khi cả ngày bạn cứ sống mà không phải là sống. Bởi vì suốt ngày bạn đều sống với máy điện thoại, sống với người hâm mộ. Chứ thật sự bạn có sống cho bản thân mình đâu. Và nguy hiểm nhất là suốt ngày bạn đều sống trong sự tâng bốc, ca tụng của người khác, mà không có thời gian để tu tập, nhìn lại tâm mình. Lâu ngày sẽ trở thành thói quen, là luôn sống trong sự ca tụng của người khác. Thế rồi, nếu một ngày bạn không nhận được điện thoại hay thiếu sự ca tụng của người khác, bạn sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu. Nhất là khi có người nào đó không những không khen ngợi ca tụng bạn, mà còn khuyên bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho sự tu tập, quán chiếu nội tâm. Không nên suốt ngày cứ sống với những thứ giả tạm đó, thì bạn liền tức giận, lớn tiếng chê trách người ấy là thiếu hiểu biết. Sống không biết theo thời thế là bảo thủ, là thiếu văn minh. Thế nhưng, sự tu tập để đạt được an lạc cho nội tâm thì không thể tìm thấy trong những cuộc điện thoại, không thể tìm thấy trong những chiếc điện thoại đắt tiền hay trong những lời tâng bốc khen tặng của người khác, mà chính là trong sự nỗ lực tu tập của bản thân. Sự tu tập đó cần phải có thời gian, có sự yên tĩnh để tu tập và quán chiếu. Vì thế, sự nổi tiếng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người tu học Phật Pháp, nhất là đối với những người xuất gia. Thế nhưng ngày nay, người học Phật lại thích được nổi tiếng, thích có được nhiều bằng cấp, song lại ít muốn quán chiếu nội tâm. Thật là đáng buồn thay. Tục ngữ nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ béo.